Thưa quý vị, với mục đích tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, sự tài năng trí tuệ của người phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức đêm chung kết cuộc thi Phụ nữ Hiệp Hòa tài năng duyên dáng năm 2023 với sự góp mặt của những thí sinh xuất sắc nhất. 8 thí sinh có nhan sắc và tài năng vượt trội đã khoe sắc tại đêm chung kết trong sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả. Cuộc thi được tổ chức thường niên 2 năm một lần, tôn vinh vẻ đẹp hình thể, sự tài năng, trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam hiện đại nói chung và phụ nữ huyện Hiệp Hòa nói riêng. Qua đó giáo dục lòng nhân ái, truyền thống yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức về chính trị, văn hóa, xã hội, có định hướng đúng đắn trong học tập, công tác và lao động cho các tầng lớp phụ nữ. Mong rằng là sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa để làm sao để cho các chị em mà tự tin này và có động lực vươn lên trong cuộc sống, và các chị em qua những cái cuộc thi như thế này thì các chị em lại có ý chí cũng như là trau dồi kiến thức của mình nhiều hơn và biết cách làm đẹp nhiều hơn nữa để làm sao để chúng ta được tỏa sáng, được ta cháy với cả sân khấu như cái chương trình hôm nay. Qua các vòng sơ khảo, trung khảo, cuộc thi đã lựa chọn được 8 thí sinh xuất sắc nhất đến với đêm chung kết. Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi, trang phục áo dài, trang phục dạ hội, thể hiện tài năng. Từ kết quả ở những phần thi này, ban tổ chức đã lựa chọn được 5 thí sinh có số điểm cao nhất để tham gia phần thi cuối cùng là ứng xử, trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Có thể thấy chất lượng thí sinh năm nay có phần vượt trội. Các thí sinh đều khẳng định là những người đẹp hiện đại, bản lĩnh, trí tuệ, tài năng và có lòng nhân ái. Sau những màn trình diễn mãn nhãn, ban giám khảo đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Tuyền đến từ công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong. Đồng thời, thí sinh này cũng giành giải ứng xử hay nhất. Hai thí sinh Mẫn Thị Yến Linh, xã Hoàng An, Tạ Thanh Thủy, xã Hoàng Vân đã lần lượt giành giải nhì và giải ba. Thật sự bây giờ em cảm thấy rất là vinh hạnh và tự hào, rất là vui. Không nghĩ là mình có thể đạt được mức cao như vậy. Điều em mong muốn nhất đó chính là lan tỏa tinh thần tích cực, tăng cường sự đoàn kết cộng đồng và đi sâu và sát với người dân, chia sẻ, cho đi và thấu hiểu ạ. Những thí sinh tham gia cuộc thi cũng đã thể hiện hết tài năng và nhiệt huyết của mình để mang đến cuộc thi một sự thành công nhất. Và đêm chung kết cũng đã khép lại mùa 2 và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Hòa cũng đã rất mong muốn rằng là sẽ được tạo điều kiện hơn nữa là để 2 năm tổ chức một lần. Chứ không như vừa qua là 2018 là tổ chức lần thứ nhất và đến 2023 thì chúng tôi lại tổ chức lần thứ hai. Ngoài các giải chính thức, ban tổ chức còn trao 6 giải phụ dành cho các hạng mục: thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất, trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất, ứng xử hay nhất, gương mặt khả ái nhất, phong cách ấn tượng nhất và tài năng nhất. Bên cạnh đó, tại đêm chung kết, các thí sinh đã được trao tặng nhiều phần quà của các nhà tài trợ.